Hello anh em, mặc áo Hyundai, bán xe Hyundai là quá hợp lý chả? Ngày hôm nay mang đến cho anh em một trong những chiếc xe cực kỳ ngon dành cho gia đình luôn, nhất là những người mua xe lần đầu. Hyundai i10 1.2 số tự động bản đủ nhập Ấn Độ nhé, 2016. Đăng ký một chủ từ đầu biển Hà Nội, chạy được hơn 6 vạn rồi. Lốp thì vẫn theo xe nhưng mà dàn lốp này thì nói chung là cũng lắp vào cho có thôi chứ nó cũng khá là mòn rồi. Cái này nếu mà khi anh em nào lấy thì bên Việt Nhật Auto bên mình sẽ bố trí thay cho anh em một bộ lốp mới. Chiếc xe này thì được nhập khẩu Ấn Độ và bây giờ nó đã tuyệt chủng tại Việt Nam rồi, bởi vì nhập khẩu là chỉ đến tháng 1 2017 là bắt đầu dừng, không nhập nữa và sau đó thì chuyển hoàn toàn sang lắp ráp. Cái form dáng của chiếc xe 2016 này nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với lại chiếc i10 2021, 2020 hiện tại bây giờ đang bán trên thị trường đâu. Mình có lẽ chỉ bàn về mức giá thôi nhỉ, còn chất lượng xe của bên Việt Nhật bán ra thì cam kết với anh em luôn 100% không đâm đụng, không ngập nước, không bổ máy, không tai nạn thủy kích, không tranh chấp pháp lý. Chiếc xe này thì 355 triệu sẽ có thương lượng và hỗ trợ trả góp cho anh em được khoảng tầm 60% giá trị xe. Nếu mà anh em nào cần trả góp thì chuẩn bị trước giúp mình khoảng tầm 150 triệu thôi là mình có thể lấy xe rồi. Chiếc xe này nhá, mình tóm tắt qua một chút về cái option của nó thôi. Thứ nhất là máy 1.2 số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước, ăn uống rất tiết kiệm chỉ khoảng 7 lít 100 cây này. Đèn halogen cho ánh sáng màu vàng. Ở bên này, bên hông ấy thì mình sẽ có là la răng này, la răng là la răng đúc hết rồi. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện có tự động cụp nhá khi mà mình khóa cửa. Nút bấm mở cửa thì sẽ tích hợp ở trên cái tay nắm này luôn, rất là thuận tiện. Anh em lui một chút về phần đuôi này. Đuôi thì mình sẽ có phần đèn cũng toàn bộ là đèn halogen thôi. Đời này thì chưa được trang bị đèn LED. Cảm biến lùi, cảm biến góc, cam lùi mình có hết rồi, lắp đầy đủ hết rồi, dán phim trải sàn hết. Cái kệ này là chủ vẫn giữ nguyên từ thời điểm mua xe nhá. Dưới cùng thì mình sẽ có kích lốp dự phòng cũng như là dụng cụ sửa chữa. Đấy. Cốp này thì xe A rộng nhất phân khúc rồi, không có nào rộng hơn i10 được cả. Phải nói đây là một chiếc xe cực kỳ lành cho gia đình luôn. Anh em ngó qua một chút về nội thất nhá. Đây, nội thất của trên i10 này, nổ máy luôn cho anh em ngó qua chút. Toàn bộ nội thất là đã được bọc da hết rồi, nguyên bản theo xe. Nội thất tông màu sẽ là đỏ đen, rất là thể thao phong cách. Đây nhá, Auto chạy được khoảng hơn 6 vạn này. Đấy. Về chất lượng của xe thì cam kết với anh em 100% rồi, anh em thích check ở đâu cũng được. Vô lăng tích hợp rất nhiều nút bấm này, màn hình DVD có chức năng dẫn đường rất là thích. Điều hòa thì cực kỳ siêu mát luôn. Đó, đây là những cái thứ cơ bản của chiếc Hyundai i10 1.2 AT số tự động bản đủ này. Tính năng an toàn thì cũng rất thích. Mình sẽ có hai túi khí này, có phanh ABS 4 bánh này, phanh đĩa là trước, phanh sau là tang trống, phân phối lực phanh điện tử. 355 triệu là mức giá hiện tại mà Việt Nhật đang chào bán mẫu xe này. Anh em có thể thương lượng ra hẳn ngoài. Hiện tại chiếc xe này, em nghĩ xin phép nhắc lại này, i10 1.2 AT số tự động bản đủ 2016 nhập khẩu Ấn Độ, một chủ từ đầu, chạy 6 vạn, giá chào bán 355 triệu có thương lượng. Nếu anh em lăn tăn, mình hoàn toàn qua cửa hàng, muốn mang chiếc xe này đi check bất kỳ chỗ nào cũng được, tùy theo ý kiến của anh em, giá trên còn thương lượng. Ngoài ra nếu anh em có nhu cầu tìm hiểu thêm về giá xe Hyundai mới, xin vui lòng liên hệ với hotline mà mình đã đính kèm phía dưới video. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.